Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với Trung Đức Vlog. Hôm nay là một vlog bình thường, ngày nghỉ của mình. Đi hôm nay mình đi Tokyo chơi nhé mọi người. Mọi người theo chân mình nhé. Bây giờ mình đang chuyển tàu các bạn. Bây giờ tới Ochanizu rồi. Mình tới đây rồi mọi người. Bây giờ đang đợi bạn tới để đi chơi cùng ấy. Sáng giờ chưa được ăn gì, đói bụng quá. Nên trên này không khí ngột ngạt quá, kiểu giống như đang ở Hà Nội ấy. Ừng lên YouTube không? Trả lên. Hả? Thôi nha, tạm. Giờ miếng quay làm việc YouTube à? Đấy, quay đấy. Mình mới đợi bàn sóng, bây giờ mình về bàn mình chuẩn bị lên ăn phở. Tao lên YouTube. Rửa mi ngài thì mi cầm máy quay cho tao. Nói rửa. Thế là bạn mình cầm máy quay cho mình. Rồi. Lái đúng kiểu luôn. Mày đặt mặc áo crop top lôi bụng là người, bây giờ ăn no quá bụng to lên được che. Rồi bây giờ có thực hiện lên một được đảo rồi, bây giờ tiếp theo chơi thôi. The doors on the left side are open. Please change your tour, the Chiyoda subway line and the display Kennedy line. The next station is Ueno, JY 5. The doors on the left side will open. Please change your tour. Rồi bây giờ tới nơi rồi, đây là công viên sở thú này. Rồi bây giờ vào đập vịt trước, rồi tí nữa vòng lại. Chủ quán cuối đã đứng đi ấy. Vừa đập vịt vừa thấy tháp Tokyo kìa. Rồi đập vịt mới rồi, bây giờ vào sở thú xem thôi. Cú lân giống như vậy.
Mấy con nghĩ ăn trúng mùi hết. Mấy xíu nhà bạn nó mới hổ. Hổ. Nhìn ngục nhỉ. Ôi, nhìn chẳng. Mẹ, tao thấy chụp nhiều phần trong như tao thấy chân chân đường đường sống kiểu ông bìm. Đi ăn hủ chết. À lắm. Còn này cho muốn gần được cái chứ. Đấy này, đây cho mọi người thấy. Gần đây cho mọi người thấy này. Nhìn khí loài khí khí chứ hả? Khí chi chi bây giờ? À khí bón sái. À đưa là vẫn cười cười bảo đi là vẫn vẫn thích. À đúng mà được đấy. Nhô nhô hẳn lên ngay đi được hả? Đưa ghế chơi. Nhớ hỏi lên bay luôn. Đá và chay nhảy được kiểu cho được hả? Đẹp thật. Mình to nhỉ? Ơi, có con nằm dưới đấy. Đấy. Đấy, con bị thương. Con bị thương hay đó. Kiểu. Ủa nhìn yêu quái hết. Bây giờ anh like câu chuyện hết này. Con ấy bị bệnh lắm. Đây, cổ phí cho bạn ấy. Đâu? Đồ con ấy lấy tay ăn nó như mình. Thằng khí thế như mình chứ mà. Lấy tay ăn rồi chứ đắp. Có hồ hiếp như này. Đẹp. Con ấy đẹp này. Đấy. Con ấy đẹp đấy. Khi người ta làm quá, khi người ta có gió biển á, cây cối nó lạ lấy đó. Cuộc đời sống gió mà. Thôi đi chơi bây giờ, ông nào bà ấy cũng mỏi chân hết rồi. Bây giờ mấy ông bà chuyển qua thèm bia rồi, thì phải dẫn mấy ông bà này về nhậu thôi. Biến tốt. Video thì tới đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người nhé.